Nga đổi chiến thuật tấn công nhắm thẳng huyết mạch quốc phòng Ukraine. Chiến thuật sử dụng UAV mới của Nga khiến Ukraine không kịp trở tay. NATO sẽ hỗ trợ 4 quốc gia thành viên mua 1.000 tên lửa phòng công Patriot. Tình cảnh khốn cùng của người tị nạn Gaza trong mùa đông khắc nghiệt. Trung Quốc phản đối Mỹ phong tỏa công nghệ giữa cuộc chiến bán dẫn. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức quốc tế trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Báo cáo của Cơ quan Tình báo Anh cho biết, các nhà hoạch định Nga gần như chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine khi họ chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Tình báo Anh nhấn mạnh rằng các vụ tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine hồi đầu tháng 12 năm ngoái cho thấy Nga sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng của Kiev. Tuy nhiên, các động thái mới của Nga cho thấy, ít nhất Nga đã có sự thay đổi tạm thời trong cách tiếp cận đối với các cuộc tấn công tầm xa. Trong 4 ngày qua, Nga đã phóng gần 300 tên lửa và hơn 200 máy bay không người lái UAV vào Ukraine. Sáng ngày 2 tháng 1, Nga đã phóng ít nhất 99 tên lửa các loại vào Ukraine. Trước đó, ngày 29 tháng 12, Nga đã sử dụng 158 tên lửa và UAV để tấn công mục tiêu khắp Ukraine. Tình báo quốc phòng Anh tin rằng các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Chiến thuật này trái ngược với các cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa đông năm 2022, khi Nga tập trung tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các cuộc quanh tà gần đây của Nga vào một loạt thành phố Ukraine đã làm dấy lên một xu hướng mới đáng lo ngại đối với Kiev. Đó là ngày càng có nhiều máy bay không người lái cảm tử của Nga xâm nhập hoặc né tránh thành công hệ thống phòng công của Ukraine. Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine trong tuần qua để đáp trả Ukraine đã tấn công thành phố biên giới Belgorod của Nga. Theo giới phân tích, những cuộc tấn công chớp nhoáng của Nga nhằm mục đích đánh sập cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế nước này và làm xói mòn ý chí của quân đội đối phương. Alexander Madesko, một thành viên Quốc hội Ukraine cho biết, trong một cuộc xung đột tiêu hao, vấn đề cốt yếu là bên nào sẽ chống chịu tốt hơn. Ukraine sẵn sàng chiến đấu trong nhiều năm vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ukraine đã sử dụng kho vũ khí phòng không đa dạng của nước này do phương Tây cung cấp để bắn hạ các loại đạn dược, UAV và tên lửa của Nga, nhưng Moscow cũng đang điều chỉnh chiến thuật để các cuộc tấn công đạt hiệu quả cao hơn. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, có sự gia tăng đáng kể tỷ lệ máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất xuyên thủng hoặc né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trong các cuộc tấn công, Nga đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công các cơ sở, quân sự, dân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine ở các tỉnh Kharkov, Kherson, Mykolaiv và Zaporizhia. Trong số 49 máy bay không người lái Shahed mà Moscow sử dụng, không quân Ukraine chỉ bắn rơi được 21 chiếc. Tỷ lệ đánh chặn của lực lượng phòng không Ukraine thấp hơn đáng kể so với trước đây. Trên tài khoản Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine SBU cáo buộc rằng tình báo Nga đã tấn công mạng và xâm nhập vào hai camera giám sát trực tuyến để theo dõi lực lượng Ukraine trong thành phố Kiev, nhằm điều phối một cuộc tấn công hỏa lực quy mô lớn vào thành phố này. SBU cho rằng Nga dường như đã sử dụng hai camera an ninh nói trên để theo dõi hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời xâm nhập nhằm xác định các cơ sở hạ tầng chủ chốt của Kiev ở đâu trước khi thực hiện vụ tấn công hôm 2 tháng 1 vào thủ đô của Ukraine. SBU tuyên bố đã chặn hai camera nói trên sau khi phát hiện ra có sự xâm nhập từ bên ngoài. Các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và các vùng lân cận đã làm 4 người thiệt mạng và 70 người bị thương, theo số liệu do Ukraine cung cấp. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The Economist của Anh, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ rất ít về những gì Ukraine có thể đạt được vào năm 2024. Lưu ý rằng những thông tin dò rỉ trước cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái đã giúp Nga chuẩn bị phòng thủ. Mặc dù vậy, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Crimea và trận chiến liên quan ở Biển Đen sẽ là trọng tâm của cuộc xung đột năm 2024. Như Tổng thống Zelensky lưu ý, việc cô lập Crimea và làm suy yếu khả năng quân sự của Nga ở đó là cực kỳ quan trọng đối với Ukraine, vì đó là cách để nước này giảm số lượng các cuộc tấn công từ khu vực đó. Theo ông Zelensky, một hoạt động thành công sẽ là một tấm gương cho thế giới và cũng sẽ có tác động lớn bên trong nước Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng mức độ thành công sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự mà Kiev nhận được từ các đối tác phương Tây. Ông đã đề nghị viện trợ Taurus, một loại tên lửa hành trình tầm xa do Đức sản xuất với khả năng phát nổ sâu bên trong mục tiêu. Điều này có thể cho phép Ukraine tấn công cây cầu Kerch, cô lập bán đảo Crimea với đất liền Nga. Như Tổng thống Zelensky tiết lộ, nhiệm vụ trước mắt của Ukraine trong cuộc chiến trên bộ sẽ là bảo vệ miền Đông, giải phóng những thành phố rất quan trọng của Ukraine ở phía Đông và phía Nam, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Bình luận về tình hình hiện tại ở mặt trận và diễn biến tiếp theo – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhnyi thừa nhận đã mất quyền kiểm soát ở khu vực Marinka và thông báo quân đội Ukraine đã chuẩn bị một tuyến phòng thủ mới bên ngoài thị trấn này. Đề cập đến việc phòng thủ Avdybka, ông Zaluzhnyi cho biết, các lực lượng Ukraine sẽ giữ vững miễn là có đủ lực lượng. Nếu phải lựa chọn giữa việc duy trì quyền kiểm soát khu vực đó và nhân lực chiến đấu, thì ưu tiên hàng đầu của quân đội Ukraine là bảo toàn tính mạng của binh sĩ. Theo tướng Zaluzini, nguồn lực của Nga cho phép tập trung hỏa lực của họ theo bất kỳ hướng nào và có thể khiến trường hợp Abdiivka lặp lại như đã xảy ra với Bakhmut. Đồng quan điểm trên, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky, cùng chỉ huy nhóm tác chiến và chiến lược Tavrida, tướng Oleksandr Tanavsky, cũng phát biểu với tinh thần tương tự. Tướng Syrsky đánh giá rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn về nhiều mặt, và năm 2024 có thể còn khó khăn hơn đối với lực lượng phòng thủ của nước này so với năm 2023. Theo đó, 230 tù nhân chiến tranh Ukraine và 248 binh sĩ Nga đã được trả tự do và hồi hương trong cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai bên sau gần 5 tháng. Trong một thông điệp trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, số tù nhân Ukraine được trao đổi lần này gồm có 213 binh sĩ, 11 sĩ quan và 6 dân thường, trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận con số 248 quân nhân nước này được trả tự do sau những cuộc đàm phán phức tạp qua vai trò trung gian nhân đạo của UAE. Thanh tra nhân quyền Ukraine, ông Dmitry Lubinets cho biết, đây là đợt trao đổi tù nhân thứ 49 trong cuộc xung đột này, và tới nay Kiev đã đón nhận 2.576 tù binh qua các đợt trao đổi này. Theo thông báo, NATO đã trao hợp đồng sản xuất và giao hàng cho comloc liên doanh giữa tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ và nhà sản xuất tên lửa MBDA của châu Âu. Nhờ hợp đồng này, hoạt động sản xuất tên lửa ở châu Âu sẽ được mở rộng. NATO nêu rõ, hợp đồng mua sắm vũ khí đa quốc gia theo tinh thần của sáng kiến là chắn bầu trời châu Âu, EC sẽ hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất tên lửa GMT mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. NATO cũng cho biết việc bổ sung tên lửa Patriot là nhằm tăng khả năng phòng không của liên minh. Trong các trại tị nạn ở Rafah, những chiếc lều được căng lên vội vàng trên nền đất pha cát nằm san sát nhau. Bên trong là những người dân Gaza. Cũng giống với gần như toàn bộ 2,3 triệu người Palestine ở dài Gaza đã mất nhà cửa do các cuộc ném bom và tấn công dữ dội trên bộ mà Israel tiến hành. Họ đang lang thang vô định ngay trên chính quê hương của mình. Dưới tiết trời ngày một rét hơn, những người Palestine ở dài Gaza đang thiếu lương thực, nước, thuốc men. Trong khi đó, ở phía bên kia biên giới với Gaza, theo tờ Jerusalem Post, cư dân của 6 thị trấn Israel những người sống cách biên giới từ 4 đến 7 km sẽ sớm được trở về nhà. Về mặt kỹ thuật, người dân của những ngôi làng này có thể bắt đầu trở về nhà ngay lập tức, nhưng dự kiến sẽ có một số chậm trễ để lực lượng chức năng xử lý nốt một số vấn đề thực tế. Nếu tình hình an ninh vẫn ổn định và các vấn đề thực tế khác tiến triển như mong đợi, nhiều ngôi làng trong phạm vi 4 đến 7 km tính từ biên giới với Gaza sẽ có thể đón người dân trở lại chính phủ trung quốc đã chỉ trích mỹ sau khi có thông tin rằng washington đã gây áp lực buộc hà lan hạn chế xuất khẩu máy móc liên quan đến sản xuất chất bán dẫn người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc trả lời với các phóng viên trung quốc phản đối việc mỹ thổi phồng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và dùng đủ mọi lý do để ép buộc các nước khác tham gia phong tỏa công nghệ trung quốc theo người phát ngôn trên chất bán dẫn là một ngành có tính toàn cầu hóa cao Do đó, trong nền kinh tế thế giới hội nhập sâu rộng, các hành vi của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế, làm suy yếu cấu trúc ngành bán dẫn toàn cầu, tác động đến an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp quốc tế. Nợ công của Mỹ đã vượt mức 34.000 tỷ đô la Mỹ, sớm hơn nhiều năm so với dự báo được đưa ra trước đại dịch Covid-19. Tháng 1 năm 2020, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đưa ra dự báo rằng nợ công của nước này sẽ vượt 34.000 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2029. Nhưng nợ công đã tăng nhanh hơn dự đoán vì đại dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đã khiến phần lớn kinh tế Mỹ bị tê liệt. Chính phủ Mỹ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump và tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã phải tăng cường vay nợ để bình ổn nền kinh tế và hỗ trợ đã phục hồi. Nhưng sự phục hồi của nền kinh tế lại kéo theo một đợt leo thang của lạm phát. Tình hình này đã đẩy lãi suất lên cao và khiến chi phí trả lãi và gốc các khoản vay của chính phủ gia tăng. Tháng 6 năm 2023, các nghị sĩ Cộng hòa và Nhà Trắng đã nhất trí tạm thời nâng trần nợ công của Mỹ, qua đó tránh được nguy cơ vỡ nợ. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực đến tháng 1 năm 2025. Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, phản đối quyết định của tòa án cấp cao Colorado ngày 19 tháng 12 năm 2023, vốn loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ theo một điều khoản hiến pháp cấm bất kỳ ai tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn, nắm giữ chức vụ công. Tòa án cấp cao của bang đã tạm dừng quyết định cho đến ngày 4 tháng 1, tuyên bố rằng ông Trump sẽ vẫn có tên trong lá phiếu nếu ông kháng cáo. Đơn kháng cáo của ông Trump được trình lên tòa án tối cao Mỹ. Tại đây, các thẩm phán sẽ xem xét và bất kỳ quyết định nào được đưa ra cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu, trong bối cảnh một số bang khác cũng cân nhắc việc loại bỏ ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Trong hồ sơ, các luật sư của ông Trump yêu cầu các thẩm phán hoàn toàn đảo ngược quyết định của tòa Colorado bởi chỉ có quốc hội mới đủ thẩm quyền xem xét về tư cách liên quan đến Tổng thống. Các luật sư cho biết, quyết định của tòa án bang đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, cơ quan tư pháp ngăn cản cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống của đảng lớn hàng đầu. Vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 là một nỗ lực của những người ủng hộ ông Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Điều mà ông Trump đã tuyên bố sai sự thật là kết quả của gian lận. Phán quyết của tòa án Colorado đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử mục 3 của tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ đã được sử dụng để coi một ứng cử viên tổng thống không đủ tư cách vào Nhà Trắng. Ông Trump cũng kháng cáo lên tòa án bang Maine về quyết định của quan chức bầu cử hàng đầu của bang này cấm ông tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ theo cùng một điều khoản hiến pháp được đề cập trong vụ kiện ở Colorado thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại